Đây, thu hoạch rau đầu tiên, đợt đầu tiên đây. Đúng cả cây luôn. Ứng xong ươm cây mới lên. Đây là bok choy á, trồng trong đây bị con gà ở nhà nó đào lên 3 lần, cứ phải ra trồng xuống hoài hết, ứng hết luôn. Bây giờ chắc trồng rau dền. Sẽ bỏ vòng Nikolai xuống đây ha. Hay hay hết luôn, lớn nhỏ gì hay hết nha. Thấy không? Được một rổ đầy luôn. Còn trong đó nữa. Không, cái này là rau cải đắng, không cần.